Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vừa thông qua dự án cải tạo công viên Bến Ninh Kiều, phường Tân An. Tổng diện tích được cải tạo hơn 10.000 m2, kinh phí gần 15 tỷ đồng từ nguồn vốn xây dựng cơ bản của quận, dự kiến triển khai trong năm 2024. Phần được cải tạo bắt đầu từ tượng đài Bác Hồ đến bến phà Xóm Chài dài hơn 300m, rộng 36,5m. Riêng diện tích phần công viên tượng đài Bác Hồ hơn 323m2, phần diện tích còn lại khoảng 9.800m2. Theo đơn vị tư vấn thiết kế, phương án dự kiến sẽ tháo dỡ toàn bộ phần nền để đắp cát bù lúng, tạo độ dốc thoát nước cho bến Ninh Kiều trong tương lai, đồng thời sẽ bố trí hai nhà mát hình tròn và hình vuông, được lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc nón lá và hạt gạo đậm chất sông nước miền Tây.